Chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình có mặt ở Tây Phú nữa, quay cho các bạn cùng xem là một cái con chiếc xe chế này nha. Cái clip trước thì mình cũng có giới thiệu sơ sơ rồi, bây giờ mình quay giới thiệu cho các bạn cùng xem nha. Ở đây là cái cổ của xe Honda nha các bạn, còn ở dưới này là cái bánh xe gùa nha, xe chế nha các bạn. Bánh này là cái bánh máy cài, cái bánh trước của máy cài các bạn. Còn ở trên đây là cái yên của máy cài luôn, chế ở trên cái bình dầu này luôn nha các bạn. Rồi cái hộp số đó là 3 tiếng một lùi nha các bạn. Cái hộp số này mình không biết lấy từ đâu ra nữa các bạn ơi, của máy nào đem ra nha. Chiếc dàn mài F6 nha các bạn. Để một lát anh kéo cái cây đằng đó, cưa cái cây đằng đó các bạn. Cái cây khá là to để cưa gịch cho nó ngã lên bờ nha. Chứ đó là dưới sông anh xách máy cưa lợi cưa, để mình quay review cái máy cưa của anh luôn nha. Ở đó thì cần cẩu lôi cái cây bình đằng xuống sông á các bạn, lôi xuống ghe dưới. Máy cưa này là máy cưa sinh nó hoa các bạn ơi. Okay.
rồi đó, lung lay rồi đó. Cây to đi nè các bạn ơi, cho cái này xuống dưới ghe luôn nha, kéo được ở lúc lắc rồi đó. Để cho cái cây này xuống mới chạy cái máy này được các bạn. Anh kia thì điều khiển cái cần khẩu ở dưới ghe. Rồi giờ ghe xe lại nè. Đó. Đó cái mọt dài nè các bạn. Đó anh buộc cái cọng dây về chiếc xe cho chiếc xe kéo cái khúc cây này. Rồi buộc xong rồi đó các bạn ơi. Kéo á. Cây khá là to, lôi luôn, quá đỉnh luôn rồi. Đây là đúng đắn à. Rồi, để mình lại đây mình quay chia sẻ cho các bạn cùng xem và lôi cái khúc cây này xuống ghe nha. Cây ghế nữa các bạn ơi, chim cây cho nó dễ lăn đi. Đó, thì đó, nhích nhích từ từ nha các bạn. Cây hình cẩu này mình thấy nó cũng ngộ như hình cẩu ship hết vậy các bạn. Đây là ở cánh đồng Tây Phú nha các bạn. Còn mấy chú với mấy anh này thì mình nghe nói là mấy anh ở dưới chợ Mớ Mỹ Luông đó các bạn. Rồi. Giờ tháo cái cọng dây đó ra luôn các bạn ơi. Bây giờ móc vô dây xích nha. Cây cẩu ship nha các bạn. Để cây cẩu khá là im, có cây cẩu đỡ khiêng giác xuống.
xuống ghe. Nặng quá, nặng nghiêng luôn các bạn ơi. Dở mà cái ghe nghiêng luôn. Ồ, kéo xuống rồi đó. Có gió các bạn thông cảm nha.
con nha các bạn. Di chuyển một cái gốc cây mới cưa hồi nãy nữa các bạn ơi. Rồi bắt đầu xe cẩu, cần cẩu ở dưới gút cái cây lăn này nè các bạn ơi. Đây. Đó. Đó, cây ủ đi te te luôn nè. Đó. Cần kêu qua hết cút rồi các bạn ơi. Giờ quay về bên đây đặng thu dây lại các bạn. Đó rồi chích xuống đó rồi đó các bạn ơi. Cũng nhiều cá là cao quay ra ngoài kia. Nói chung là cái khúc cây này nó to, những con cái là nó hơi ngắn một tí, xuống ghe nó cũng hơi dễ hơn cái cây dài hôm nãy nha các bạn. Đỡ giác dữ luôn đi. Rồi lần 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 rồi rồi xuống sông luôn rồi. Dở lên luôn, dây nhỏ quá, giãn dây, giãn dây. Rồi một anh xuống dưới rồi các bạn ơi, móc xích dở mới nổi các bạn. Dây này nó hơi nhỏ, giãn dây sợ đứt dây. Móng dây xích luôn. Về kia đây. Cái cần xuống nha. Móc xích rồi tới không? Nó quá to, sợi dây xích không tới. Tới, tới, tới. Hên quá các bạn ơi. Rồi giờ lên nè. Né né ra đi. Lên. Cũng lù cái gốc cây rồi. Dầu gió nha các bạn, còn mình nãy giờ mình nói cây bình đằng á thì các bạn thông cảm cho mình nha, tại quê mình kêu bằng cái cây bình đằng, mình cũng kêu theo cây bình đằng các bạn. Rồi anh tài xế đã hạ xuống dưới rồi, anh kia anh phóng xuống dưới để mở dây luôn à. Cho đều chiếc ghe để thôi bên nặng bên nhẹ nó nghiêng. Rồi anh kia đã mở xong rồi đó. Điều khiển cẩu dở cái cần lên nè các bạn ơi.
Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.